sức mạnh của thành viên thứ 10 băng mũ rơm hiệp sĩ biển cả Jin B. 1. Là người điều khiển thành thạo Haki vũ trang. Trong anime hay manga ta thấy có rất nhiều lần Jin B sử dụng thành thạo Haki vũ trang trước những đối thủ mạnh mẽ hơn mình để tấn công và phòng thủ. Điển hình là việc sử dụng nó che chắn thạch nham của Akainu cứu Nu trong trận chiến thượng đỉnh, đỡ đòn từ cú đấm có tên con giạc của tứ hoàng Big Mom hay đánh sấp mặt Kari ướt át khi ở dạng đầm lầy. 2. Có thể lực và sức bền tương đối lớn. Do xuất thân là người cá nên Jin B có thể lực cao hơn người bình thường, trải qua nhiều trận chiến sống còn đặc điểm đấy còn phát triển hơn nữa, đến mức trong trận chiến thượng đỉnh, mặc dù bị đánh tới tấp từ Thất Vũ Hải hay Đô Đốc Jin B đều phục hồi một cách nhanh chóng. Có thể nói Jin B là một người vô cùng lì đòn, liều mạng. 3. Người đạt cảnh giới cao nhất trong kỹ thuật Karate Người Cá. Karate Người Cá là một kỹ thuật khá tự hào của Jin B trong bộ truyện. Hầu như trong những pha combat, ông đều sử dụng nó bởi uy lực và độ nhanh nhạy mà kỹ thuật này mang lại. Chiêu thức này sẽ còn lợi hại hơn khi nó được thi triển ở địa hình quen thuộc của người cá là sông nước. Karate Người Cá có thể công kích kẻ thù ở cả khoảng cách xa lẫn gần và gây lên toàn bộ thương tổn khủng khiếp cho kẻ nào đối mặt với nó. 4. Đứa con của biển cả. Là nhân vật duy nhất trong bộ truyện có thể sử dụng nước biển tấn công kẻ địch. Trong cách đánh của mình, mỗi khi gặp những đối thủ ăn trái ác quỷ khó sơ, Jin B luôn mượn sức mạnh từ biển cả để đối phó. Ông có thể điều khiển dòng chảy của biển công kích kẻ địch từ khoảng cách cực xa. Nhiều lần với kỹ thuật này, ông đã cứu nguy cho băng mũ rơm trong cuộc đào tẩu khỏi đảo bánh. Với việc điều khiển tàu đi vào trong những con sóng và đuổi mẹ lớn khỏi tàu Sunny, Jin B đã hoàn thành xuất sắc vai trò bảo vệ con tàu và những người đồng đội. 5. Bu Zai Can, còn át chủ bài của Jin B. Trong những tình huống cuối cùng của trận chiến, Jin B thường sử một tuyệt kỹ của Karate Người Cá có tên Bu Zai Can. Với tuyệt kỹ này, những khối nước được tích tụ trên tay ông và được bắn đi với tốc độ siêu thanh xuyên qua da thịt của kẻ thù. Trong ác đảo bánh Big Mom đã ăn trọn cú này của Jin B và bị đẩy ra khỏi tàu. Với sức mạnh và kinh nghiệm của một cựu Thất Vũ Hải sau bao năm chinh chiến, bạn thấy Jin B có xứng đáng là một thuyền viên của băng mũ rơm hay không? Để lại ý kiến cho chúng tôi biết nhé!